Take the picture right here nè. À, bây giờ là mình đi lên trên trên núi. Rừng đất cá mưu thì phía sau này các bạn. Cô gái mình chờ. Ok, let's go. Let's go. Mình đi tới đây đã cầu thang. Đây là mình bỏ cái quýt nè. Ok. One for you. He make a wish. Đẹp không? Wow. Have to take the magic there. Have to take it in here, right? Have to take it. Two. Oh, look at that. Two. 100.
not have another 100 here. Nước này, cái nước này cũng uống được luôn nè. Thấy chưa? Thấy tu vậy? Ừ. Ok. 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 Đấy, bây giờ là để đi uống à, uống nước này. Quay lại đây coi, turn around. Oh. Để đi à, để đi cho Julie uống ở bên đây dragon kìa. Okay. Dragon kìa. Uống thôi cho dragon á. Can a little bit for Julia. She can drink. Oh, yeah. What? Giờ tới phiên mình. Ready. Không cảnh hữu tình chưa? Cái thêm bồ đây. Quá trời. Ok mấy bạn. Sau 1480 thì mình đã cũng đã tới cái thêm bồ này. Là phía xe xe là thác các bạn. Đấy, bây giờ là mình đi xuống. Rồi mình về lại thành phố. Ok. Ngày thứ ba ở Japan. Ok, bye. Bye, Daddy. Sure you don't want to go? Bây giờ, kể nghe Quỳnh lại về lại Osaka. Đẹp hết Daddy ha. Đây đang chờ train đi về lại Shinasa Osaka này các bạn. Nhìn khoảnh khắc biển này. Yên bình chưa? Phía đây là biển nè. Và phía đây lại là núi này. Trời ơi sao mà nó bình yên quá vậy? Bình yên quá. Bây giờ là về lại thành phố. Nhộn nhịp ồn ào. Sau một ngày vất vả 4 tiếng các bạn ơi. Còn nghe. Kim
kết thúc một ngày về nhà tắm rửa ngủ nghỉ là kết thúc. Ngày mai lại có chương trình tiếp. Bye bye mọi người nghe. Bye bye. Bye bye Julia. Bye bye. Say bye bye. No, say bye bye. Bye. Yeah. Bye.